táo bón. Tao biết thừa là mày đọc chuyện thằng ấy rồi. Ra ngay. Bố anh đi ngủ rồi. Mình đang đi đâu ấy nhở? Đây là đâu ấy nhở? Yên nào đang gây cấn. Cái gì gây cấn? Nhân vật chính sắp chết rồi đây này. Thằng cô ấy sắp chết rồi đấy.